Chuyển sang thông tin tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa quý vị, chương trình Mẹ Đỡ Đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động từ cuối năm 2021 là chương trình có ý nghĩa thiết thực nhằm đỡ đầu, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng các cháu mồ côi. Tại Bà Rịa Vũng Tàu hiện nay chương trình được nhân rộng đến 100% các cấp hội phụ nữ cơ sở. Bằng nhiều hình thức tuyên truyền, qua hơn một năm triển khai thực hiện, chương trình Mẹ Đỡ Đầu tại Bà Rịa Vũng Tàu đã lan tỏa mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh. Đến nay, các cấp hội liên hiệp phụ nữ đã vận động kết nối các cá nhân, tổ chức, nhận đỡ đầu, hỗ trợ nuôi dưỡng 527 trẻ, trong đó có 20 trẻ mồ côi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Mức hỗ trợ tối thiểu 500.000 đồng một tháng, tặng sổ tiết kiệm từ 6 triệu đến 15 triệu đồng một năm, tặng học bổng, các nhu yếu phẩm hoặc dụng cụ học tập. Tổng số tiền hỗ trợ các em đến thời điểm này hơn 2,6 tỷ đồng.